Vâng, em xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn về cách thức có thể follow page cũng như là đánh giá 5 sao, bình luận nhận xét về page mà anh chị muốn quan tâm và theo dõi. Thì trước hết là anh chị sẽ vào Facebook này. Và sau khi vào Facebook xong thì anh chị sẽ đi tìm kiếm cái page mà anh chị muốn đánh giá. Ví dụ như là em đi tìm kiếm cái page như sau: chủ đầu tư dự án Lycosi 18.1 Uông Bí, giá gốc chẳng hạn. Để đích xác tìm được page nhiều hơn thì quý anh chị cũng có thể là tìm trực tiếp thông qua trang. Đây, ví dụ như đây chính là cái page mà anh chị muốn tìm kiếm. Đây, chủ đầu tư dự án đất nền Lycosi 18.1. Đấy, Uông Bí giá gốc. Hiện tại giờ page đang có 6 lượt thích, 6 lượt người theo dõi. Và cái lượng thích và lượt người theo dõi này sẽ tăng dần lên khi mà quý anh chị và các bạn thực sự là quan tâm follow cũng như là đánh giá xếp hạng cho cái trang đó uy tín và chất lượng. Thì ở đây thì với cái nick mà mình đang đưa ra để lấy ví dụ này, thì cái nick này chưa hề đánh giá page này cũng như là chưa thích page này. Thì bây giờ việc trước tiên là mình sẽ bấm vào cho phần biểu tượng thích này, nó đã chuyển sang biểu tượng đã thích là một. Đấy, cái thứ hai nữa là sau đó thì ở trong cái phần chi tiết này, dưới cái chữ trang bất động sản này, thì mình sẽ bấm vào chỗ phần chưa xếp hạng, nó có biểu tượng ngôi sao ấy. Đấy. Và sau đó thì nó hiển thị một cái thông báo ở đây ạ. Bạn có đề xuất chủ đầu tư dự án đất nền Lycosi 18.1 Uông Bí giá gốc không? Mình bấm vào có. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu bình luận vào nội dung này. Ví dụ mình bình luận ở đây là: Pet đưa thông tin hữu ích này. Ví dụ như là mình sẽ nói nội dung là cảm ơn Pet. Cảm ơn trang. Hoặc là cảm ơn bạn đi. Cảm ơn bạn. Cảm ơn công ty đi. Đã đưa nhiều thông tin hữu ích, giá trị ạ. Đấy, xong mình bấm chữ xong. Sau khi bấm chữ xong, mình bấm chữ chia sẻ. Đấy. Mình có thể thêm cái ảnh mà mình đánh giá về cái page này thông qua cái việc là mình có thể là tương tác với page, hay là mình tùy theo thì, hoặc là để lại hình ảnh của mình chẳng hạn. Tuy nhiên thì thường mọi người cũng hay bấm vào chữ bỏ qua. Đấy, vậy thì là cái nội dung mình đăng ở trên cái trang page này đã thành công, cũng như là đấy, cảm ơn bạn đã đề xuất chủ đầu tư dự án đất nền Lycosi 18.1 Uông Bí giá gốc. Thì đây chính là một số những cái nội dung vừa rồi mình đăng lên này: cảm ơn công ty đã đưa nhiều thông tin hữu ích, giá trị, vân vân. Đó, thì có nghĩa là mình đã giúp cho đánh giá cái chất lượng của cái page này đạt được những cái tiêu chí mà mình mong muốn, cũng như là những cái hữu ích mà từ page đem lại. Thì đây là cái cách mà để mình đánh giá 5 sao page. Và mình đưa ra nội dung bình luận cho cái biệt đánh giá này. Như trên thì mình đã đưa ra cái thông tin để giúp cho quý anh chị và các bạn có thể dễ dàng đánh giá một page, cũng như là lựa chọn cái page đó là cái page mà mình thực sự yêu thích hay không. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của Hải Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.